Tập truyện Bí ẩn làng Bưởi Quốc. Tác giả Nam Ngủ Yên. Chương 42. Treo cổ trên cây xà cừ. Tôi trở lại bến nứa vào một ngày hè nắng nóng gần cuối tháng 5, sau hơn một tiếng ngồi xe khách Hải Âu. Lần đi một mình này, tôi thấy thoải mái hơn rất nhiều. Phần vì đã có kinh nghiệm, phần vì cảm thấy mình đã lớn hơn nên cảm thấy tự tin hơn. Cái nắng hè của Hà Nội gay gắt hơn ở quê. Tôi thấy quá ít cây, cộng thêm sự pha trộn hỗn tạp của đủ các thứ mùi khiến cho bản thân tôi nhất thời chưa thể thích ứng ngay được. Chỉ đến khi xe xích lô rẽ vào đường Hoàng Diệu dợp bóng cây với hai hàng cây cao chót vót hai bên thì tôi bắt đầu quen. Tôi vẫn luôn thích con đường Hoàng Diệu kể từ thời đó. Cây cối che đi cái nắng gay gắt, làm cho người ta cảm thấy dễ chịu. Và khi dễ chịu, người ta sẽ yêu đời. Kể như có tiền, mua được một căn nhà ở con phố này thì tốt biết mấy. Tôi đã từng nghĩ như vậy, mãi cho đến khi biết rằng, kể cả có tiền cũng khó mà mua được. Đằng này, mình lại chẳng có nhiều tiền đến thế. Đường phố thủ đô dĩ nhiên là tấp nập, ai đi cũng nhanh, chỉ có mỗi cái xe xích lô của tôi đang đi thì chậm. Trời nắng mà tôi lại không có mũ, nhưng có vẻ như đi bêu nắng ở quê nhiều cũng có cái lợi thế nhất định. Đi qua ô chợ Dừa là sẽ gần về tới nhà. Thời điểm này ô chợ Dừa là một cái ngã năm không rộng như bây giờ. Tôi thấy phía tay phải mình là đường Đê La Thành nhỏ xíu. Tôi cũng muốn có dịp đi thử con đường đó xem nó sẽ dẫn đến đâu. Xích lô dừng trước cửa nhà. Đây là lần đầu tôi đến nơi ở mới của bố mẹ. Suốt cả một năm học vừa qua, tôi không có cơ hội ra Hà Nội lần nào nên cũng tò mò. Nơi này tuy không quá lạ đối với tôi, nhưng lần đầu tiên tôi đến chỗ này là vào buổi tối nên quan sát mọi thứ cũng không được rõ ràng cho lắm. Trước mặt tôi bây giờ là một cái cổng với trụ cổng quét vôi màu trắng. Hai cánh cửa sắt được thiết kế với những chấn song thẳng đứng, dày dặn và chắc chắn. Phía trên là những mũi nhọn chĩa ra, có lẽ để đề phòng việc trèo vào ăn trộm. Đứng từ bên ngoài, tôi có thể nhìn được vào phía bên trong khoảng sân kia. Có mấy người thanh niên đang lúi húi làm gì đó. Tôi không biết họ là ai, nhưng chắc đang làm việc. Tôi đẩy cửa cổng bước vào. Tiếng cửa sắt bị khô dầu gây ra tiếng động đủ để mọi người nhìn ra. Họ nhìn tôi khiến tôi lúng túng. Tôi nhanh chóng lên tiếng hỏi thăm. Các chú cho cháu hỏi thăm nhà chú Khờ à? Ồ, thằng lớn nhà anh này Khờ ơi. Nhìn có vẻ không cao to nhưng đen hồi đấy nhỉ? Mấy người thanh niên lạ mặt đó vây lấy tôi, nhìn ngó tôi như một sinh vật lạ. Thằng này nhìn giống chị Thờ hơn chú mày ạ. Này em, ra nghỉ hè đúng không? Nhìn biết ngay, chú mày ở quê ra có khác, trông cứng cáp hơn thằng Đê, mỗi tội đen giống bọn anh. Mấy người thanh niên cứ nhao nhao xung quanh. Mãi một lúc sau, tôi mới thấy bố tôi xuất hiện với cái quần kaki sáng màu đầy vết bẩn, cái áo kiểu công nhân màu tối và trên đầu đội một cái mũ lưỡi chai. Bàn tay thì đen sì, chắc là đang dở việc. Thôi, mấy đứa chúng mày đừng có trêu nó nữa. Bố tôi lên tiếng. Con lại đây đi, đi đường có mệt không? Dạ không, mẹ con với mấy đứa đâu rồi ạ? Mẹ con chở hai đứa đi chơi từ sáng, chắc tí nữa về bây giờ. Mọi người biết con hôm nay sẽ ra đây mà. Mấy anh kia là ai thế bố? À, là mấy người bố thuê về làm sữa. Còn thêm một người nữa, nhưng đang đi giao hàng chưa về. Bố tôi giới thiệu cơ bản cho tôi về mấy người thanh niên đang ngồi hì hục cạnh một cái máy tròn tròn, được để trên trụ đỡ là bốn thanh sắt. Người cao to vạm vỡ, có kiểu cười rất sảng khoái, da đen, tóc húi cua, tên là Ba. Về tính cách thì sau này tôi thấy anh Ba này là người hiền lành, an phận và tương đối chăm chỉ. Anh ta thích hút thuốc lào và sống tiết kiệm. Một người khác có nước da sáng hơn, trông khá đẹp trai, tóc để ngồi giữa, cũng cao lớn, tên là Hải. Anh Hải này là một gã rất khéo miệng và láo cá, đã có vợ con ở quê. Sau này, anh ta dụ được một chị làm cùng có tính hơi tưng tửng
để làm chuyện trai gái. Sau này nghỉ làm ở nhà tôi thì anh Hải đến làm ở một quán cơm mà anh ấy quen trong quá trình làm việc ở Hà Nội. Trong quá trình anh ấy làm ở gia đình tôi, những lúc tôi có mặt ở Hà Nội thì tôi luôn chú ý quan sát. Tôi nhận ra anh Hải này có tính cách không trung thực, hay tìm cách bớt xén tiền với những lý do như xe bị thủng xăm, hàng bị đổi mỗi lần khi anh ta đi giao hàng về. Do việc ấy lặp đi lặp lại nên tôi chú ý rất kỹ. Tôi không có bằng chứng, nhưng với trực giác của mình cộng thêm quan sát, tôi đoán biết được phần nào cách mà anh ta dùng để lấy tiền chi tiêu vặt. Đến khi tôi có đầy đủ bằng chứng về sự gian lận của anh ấy thì tôi đã cho nghỉ việc. Anh ta phản ứng rất căng. Mày chỉ là thằng danh con, biết cái gì? Mày đừng có vu oan cho tao. Anh Hải vừa nói vừa vung tay như có ý gạt đi lời tôi nói. Anh làm gì anh tự biết, em đã hỏi kỹ mấy nơi rồi. Nếu anh cần, em có thể nói với anh cụ thể ngày giờ, số tiền khách đã trả. Thậm chí anh em mình có thể tháo bánh xe ra kiểm tra thử xem cái xăm là mới hay cũ. Này nhé, tao không bao giờ thèm lấy một đồng nào của nhà mày. Anh không muốn người khác biết thì tốt nhất anh đừng có làm. Mà việc này đâu phải mới đây, chả phải nó được tính bằng năm rồi à? Tôi nói và nhìn anh Hải. Tôi biết anh ấy rất tức giận, muốn ăn tươi nuốt sống cái thằng đen đen nhỏ bé là tôi, nhưng sau đó cũng phải cuốn gói ra đi. Đấy là chuyện diễn ra năm 2001. Còn hiện tại, anh Hải đó vẫn là một người khá sởi lời và thân thiện. Anh Hải, anh Ba và vài người khác là người dân tộc Sán Dìu. Tôi nhớ là quê mấy anh đó ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Khi bố tôi có người quen giới thiệu, đã thuê và đưa các anh người dân tộc chưa bao giờ rời xa quê ấy xuống Hà Nội đi làm. Những anh chàng chân chất thật thà, rồi cũng bị Hà Nội phồn hoa biến thành những tay lọc lõi. Tìm cách ăn bớt tiền, làm con người ta có bầu nhưng không chịu chấp.